Ok, và hai xin chào bạn đã trở lại với channel của mình là Trung Gaming. Và hôm nay chúng ta mới có một phi vụ mới. Hôm nay chúng ta sẽ đi sát bằng cái casino, cướp casino nha. Ok, mình sẽ đi hai bộ đồ full giáp để có thể cướp casino thành công. Mình vừa mod cái mod là casino, chúng ta có thể tấn công vào casino để cướp tiền. Trong đó tiền nhiều thì thôi luôn. Trước hết chúng ta phải lấy một bộ đồ để không ai nhận ra chúng ta. Đồ công an thì ai cũng nhận ra rồi. Đồ này không có giáp. Nên sẽ lấy bộ đồ này đi. Để đeo mặt nạ vô. Đeo mặt nạ vô cũng được. Ít nhất cũng phải đeo cái kính vô chứ. Không có kính ta. Nhớ có kính mà. Tắt à, tính nào mà ngồi vô rồi phải. Thì mình sẽ lấy bộ đồ này để tấn công không. Bây giờ mình giả bộ làm bảo vệ rồi từ từ mình vô mình thử cái casino. Thì mình sẽ đi trên chiếc nào đây, chiếc nào mà có thể khả năng bảo vệ mình chiếc Kuma. Thôi Kuma thì đi nó quá an toàn rồi, không còn gì hấp dẫn nữa. Mình sẽ đi trên chiếc Audi này. Đây, địa điểm là chúng ta đánh cướp đây chính là đây. Casino. Nè, không biết cái mod này sẽ như thế nào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm dò trước. Thăm dò xem có bao nhiêu người rồi có bảo vệ không hay cái gì. Mình sẽ kiểm tra trước khi vào tấn công nó. Các bạn muốn xem cướp ngân hàng hay cướp cái gì khác thì cứ việc comment bên dưới. Và xem video này có đủ 100 xem, mình sẽ làm theo một yêu cầu của một các bạn bất kỳ nào comment bên dưới nha. 100 xem, 100 xem cái lên này lên Facebook á. Các bạn xem là mình có cái bộ lọc có thể điểm được hết nè. Nên đủ thì mình sẽ làm. Các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký trên channel của mình để có thể xem tập mới nhất cũng như không bỏ lỡ tập nào của mình. Ô thầy đồ cảnh sát gần dưới ta. Đồ cảnh sát ngay bên đây nè, casino đối diện. Bạn thấy từ xa thấy chữ casino không? Mình sợ cảnh sát nó sẽ qua sớm á. Mình tắt hay mình chưa bật cảnh sát, mình chơi cho giống thật đi. Cướp là phải chịu bị cảnh sát đuổi rồi. Được quá. Bây giờ mình giả bộ vô mình thăm dò trước, mình làm như mình đi casino học. Cái gì? Yeah. Sau lưng casino là cái trường đua. Còn đây ghé vào thì ghé phải thì trái nhé, không ai hết. Ủa là sao, thử đi vô coi. Ý năm sao rồi, ý cướp được rồi nè. Ra cái nhiệm vụ này gì vào casino là cướp được liền rồi, bây giờ phải tẩu hốt. Thấy không, mình có cái ba lô cướp tiền nè. Phải cướp được rồi nhưng mà giờ năm sao luôn rồi sao chạy được quá. Nhiệm vụ khó phết, tẩu đặc nhiệm tới kìa. Phải phải cái đèn cái gì, mình kiếm thêm mấy thằng đàn em rồi. Có gọi đàn em không? Không có gọi đàn em được luôn. Rip. Rồi một mình chống mafia luôn rồi. Đúng là cướp casino. Em chỉ muốn vô em coi thử có gì giống mà vô cướp luôn. Phải. Cảnh sát đặc nhiệm thì tùm lum hết luôn. Nó bảo dây mình rồi. Khăn thì hai chiếc. Phải. Ơi, casino gì đâu mà cướp xong rồi cướp thì dễ mà chạy thì khó. Ăn đạn rồi, lên núi thôi, phải lên núi tìm nơi trú ngụ an toàn. Tốt hơn là mình có mặc áo giáp cũng đỡ.
Anh ơi, trời, trên núi nó chạy xuống nữa. Phải xác đâu trên núi vậy? Đặc nhiệm hai chiếc, ba hai ba chiếc đặc nhiệm luôn. Dạ, yeah. Bắt vô, bắn tao, bắn cái đéo gì bắn hoài vậy? Dạ, yeah, chút đạn hốt quá. Cái gì đã chuẩn bị? Bị kỹ càng rồi. Nhưng mà do lần đầu cướp, lần đầu làm chuyện ấy nên bị bó gói. Mày hả mày? Scare mày. Nào sợ tao? Đéo nào sợ. Bay. Ui. Lên núi thôi, bò lên, leo núi luôn. Còn nửa cây giáp à. Không biết cướp xong được nhiêu tiền nữa, gán chạy thoát rồi. Năm sao rồi mà phải cho tao ít nhất cũng quay 1 triệu đô nghe con chó. Trời, xe bò lên tội nghiệp chiếc xe mà thiệt. Không nổi. Bò nghe dốc. Gán lên cu. Khoan khoan khoan. Mình bắn nát hai chiếc máy bay này cái. Lấy súng người ngoài hành tinh á. Chiếc. Rồi. Xong xong tẩu 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 tẩu. Ba chiếc gì vậy? Rồi. Trời ơi, vậy này hư xe hả? Trời ơi, kid me. Xe đề máy không lên ngay giờ này nữa. Thiệt là có thật luôn. Chuyện chuyện thật như đùa. Máy bay tới kìa. Gán lên đi con. Nó đủ tới đích rồi kìa. Gán chạy hót đi, sắp được rồi. Ly cho em hót đi. Tại sao em không cướp gì nữa đâu. Sắp được rồi. Dạ, yeah, cái thằng máy bay nó nói nó không tìm thấy mình rồi. Không, mấy thằng quỷ kia. Lẹ đi, lẹ đi. Thì nó kìa, gì mà nó không thấy mình. Ngu quái. Kìa, nó quay qua rồi kìa. Đậu xuống núi luôn. Tôi vô đây mà trốn. Đúng cái ống này nó không thấy đâu. Nó bay đến ra bàn bay trên đầu mình á. Yeah, trời trời. 44 tỷ đô la, the fuck. Dạo vái cái liền ra. Gì cướp được ít vậy? Có 44 tỷ đô la à. Còn hơn chúng số Việt Nam gấp mấy chục lần nữa. Phải. Không ngờ mình cướp một phát giàu luôn. Holy fuck. Cướp một phát đủ tiền xài cả đời luôn rồi. Đậu chiếc Audi G8 liền. Ý da. Chạy lên nóc nhà luôn. Ây da. Ơi, giờ mình thành đại gia rồi. Hồi đó nhà giàu giàu thôi chứ bây giờ đại gia rồi. Cướp một phát lên đại gia luôn. Đi chạm điện ha. Hết máu rồi, ăn máu vô. Đâu ăn máu rồi ta. Không có ăn máu hả? Rồi đây có rồi đó.
lấy xe ra mà đi. Cái gì á? Tự nhiên mình đổi hàng ngày. Nhỏ này ở trong đây có thể biến đổi nhân vật được nè. Thôi mình lấy Michael mà đi chơi tiếp. Đang giàu mà. Xài tiền chứ đó, cái mặt mới cướp xong á. Gì này? Ô màu đỏ đỏ vô đẹp phải. Cái màu nào đẹp đẹp á. Có tiền là phải đi chơi chứ. Đúng không? Màu nào đẹp đẹp thôi. Đó. Giờ đi quẩy thôi. Để coi còn chỗ nào đi để đi quẩy không. Chỗ này bán máy bay hả ta? Em bán thuyền nè. Tiền rồi mình muốn làm gì cũng được. Đi, lại mua máy bay luôn. Muốn cướp casino phát giàu ngay. Làm giàu cũng khó. Trong GTA mình thích chạy chiếc này nhất luôn à, ở ngoài cũng vậy. Thấy chiếc này đẹp. Mấy chiếc Lambo mình thấy nó không có im bằng chiếc này. Chiếc này nhìn đã sao. Lái ẩu ghê không. Ui. Khá ổn định. À, chiếc này chạy khá là ổn định. Mép mình chạy kiểu crazy chứ. Trong thành phố mới chạy tốc độ này nè. Ây da, dăn ra ngoài luôn. Trời ơi, nhém chết, nhém chết. U tai nạn nhém chết rồi. Phải. Không an toàn gì cả. Tông phát bị bay ra ngoài luôn. Tốc độ đang 120 dặm là gần 240 cây số trên giờ mà nó dằn ra ngoài như vậy á, nhém chết đó. Mình mà cấp nhỏ là mình chết đó, tại vì máu cấp cao nó càng ngày càng tăng. Không kiểu mình chọn NPC mà người thường á đó, chết mắt xác rồi. Ê, để mình giúp cảnh sát. Đang chi đuổi ai vậy? Để mình giúp cảnh sát. Lâu lâu phải giúp cảnh sát bữa chứ. Bắt ai vậy? Chạy cái gì vậy? Lâu lâu đi giúp cảnh sát bữa rồi. Mới cướp ngân hàng xong mà rảnh tháng mà có tiền rồi. Phải cảnh sát này làm gì vậy? Không biết nó làm gì nữa. Thôi kệ nó đi, cảnh sát nó bị điên rồi. Có tiền rồi đi quẩy thôi. Ê, giờ mình đi chiếc xe này thì mình vô, ta đâu biết mình chạy vào đâu. Phải đi chiếc này nè. Rồi mình đi vô mới nể mình. Móc tiền ra mua máy bay luôn, nó mới ớ. Không có tiền đi xe ngon mà có tiền mua máy bay. Để xe cùi mà giàu. Xe này chạy cũng động cơ cũng đẹp á. Wow, có các chi tiết rất là đẹp. Fuck you bay. Fuck Harry. Gặp ai cũng fuck hết á. Như Mr. Bean nha. Fuck you, hey bay. You make me wanna puke. Wait. Why fuck you. Are you still breathing? You define everything that's wrong with this place. Michael cái chữ à. Why do you exist? Không, xe này có thiết kế các bạn thấy không? Ghế à, lộ ra cái da hổ trong á nên nó mới bị gắt y xác. Cớm. Xe này mà bị kiểm tra cái là không có giấy tờ vậy đó. Xe đời nào á mà nó xét luôn rồi. Ghế bọc da mà lộ ra cái ấy luôn. You got lucky, buddy. Wow, khả năng ổn định thân xe điện tử.
thế hệ mới luôn. Chuyển lên không bị gì luôn giờ. Xe này cũng tương đối ổn á. Nếu nó chờ độ mà độ kiểu như thành siêu xe luôn á, chiếc này chạy cũng ổn á. Ổn định xe tốt á. Mà không biết chạy tốc độ cao hay sao thôi. Ý, ai 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 ai. Phanh là không phải phanh đĩa nữa, phanh gì á. Cua nó thằng chạy bú láo. Cửa. Chuyển mặt hả mày? Nè, à, vô mua. Nhiêu tiền? Để đại gia mua. Ha, à, không có bán ta. Cái chiếc Audi G8 kìa. Ủa, chiếc này mua trần luôn. Phiên bản mua trần. Hú hú hú, vãi cái hú. Hú thì thôi, anh giả bộ đi vòng vòng. Rồi, tẩu vô. Heo, hú hồi là hết hú à. Mở mui ra. Đây rồi. Hình như cái này là của mình hay sao á. Đổi được nè. Đâu máy bay đâu. Đó, wow. Nè, xe của mình không á. Máy bay của mình không á, để em đổi coi còn chiếc nào nữa không. Ôi, mình nhà giàu mà có sẵn luôn. Thuyền đi. Đại đậu chiếc này ra. Wow. Máy bay quân sự mình cũng có luôn. Coi còn chiếc gì nữa không. Chiếc này là cái gì đây? Đây là cái cảng dưới nè. Ôi chiếc này dưới cửa bắp. Ôi chiếc mấy chiếc này để đi du lịch. Họ lấy chiếc máy bay chiến đấu chạy. Ôi chiếc máy bay chiến đấu nè. Đó. Giờ đi tàn phá cảnh sát thôi. Dám hồi nãy dám chi đuổi tao. Tháo nòng nè. Ý cái gì á? Ừ mình lóc ta. Ôi có. Ý nó lóc mọi người luôn kìa. Bắn bánh tạc bảo vệ cô bắp này. Chết hả mày? Đây là cán này. Cái này bị máy bay bị bảo vệ cụ bắp này bắn chết rồi. Bắn xuống nước luôn rồi. Hay quá. Bắn. Thôi trốn luôn. Máy bay bị trao đảo. Hạ gục á. Hay quá. Một phát chúng ta đã bị lộ vị trí rồi, chúng ta phải nhảy xuống nước thôi. Bay cao lên rồi đi tan xuống nước chơi. Nhảy dù xuống. Phi công đã bị rơi, chúng ta đang nhảy dù xuống nước. Bây giờ hạ cánh xe an toàn. Ờ đồ phớt tưởng rớt xuống nước xe không sao chứ không ngờ lại té chết.
Ok, video cướp casino hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn muốn xem cướp những cái khác á thì nhớ comment bên dưới cũng như like và share video này. Ok, tạm biệt bạn.